đời sống chợ đêm xin chào cả nhà luôn nha. Rồi hôm nay mình sẽ quay cho cả nhà tiếp tục còn chợ đêm của mình cho cả nhà chưa. Rồi con cái này mới vừa bắt đèn lên mà lại gai nữa cả nhà. Cả nhà xem kênh của mình đời sống chợ đêm hay gầu đăng ký cho mình gì đó là ly ke đồ cho mình là mình ok nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều nha, đăng ký bấm thích bấm này ủng hộ cho mình nha. Đó, đó là đồ vật dụng sẵn trộn rồi, nón đồ bộ bà con cái này đang lựa đồ bộ. Chào anh Minh Trang, mua hàng cho anh Minh Trang. Rồi, mua hàng rồi, được 60 ngàn. Rồi, cũng từ từ mới mà. Ừ. Mới mở đèn lên mà. Mình ủng hộ mình cứ xem bấm thích đồ này nọ mình quay hoài vậy đó nhà, xem luôn nữa. Cảm ơn cả nhà nha. Rồi đi ke bấm thích bình luận đồ này nọ, đăng ký kênh của mình nữa. Mình cảm ơn cả nhà lắm á. Đâu dịch chung cái này ngồi rồi. Rồi xuống mua bánh tráng nè mấy con ơi. Đậu xe đi lại đứa cái bánh tráng đi. Con dựng này hồi nó chạy trụng dốc luôn. Chạy xuống xuống dưới kia dựng đi con. Dựng đậu đâu không vậy? Dựng đậu đó, cặp bên đó đó, con gạo đó. Ừ, đưa cặp đó đi con. Để con đậu đây hỏi tụ dốc chạy xuống bên kia. Đây, cái này là đồ bộ, nón. Đang ngu đồ bộ. Xem món hộ lên đi coi nha. Mở hàng chưa mà ngồi ăn á người đẹp. Mở hàng rồi. Mở hàng rồi á, rồi được nha, cảm ơn nha, chúc mua mai bán đất nha. Rồi anh bạn mình mở hàng chưa, ngồi ăn luôn hả? Em chưa anh ơi, ăn trước đi tính sao. Chào cả nhà nha. Rồi, tay mất ăn, tay mất bưng không có dơ được phải không? Thì tại nói chuyện cũng được rồi. Ở ngoài mình ngồi uống cà phê của quán ông bà. Cái này không có lên mạng anh ơi, cái này lên YouTube luôn. À, mấy ông anh mình chiều cái lại đây uống cà phê ngồi nói dốc tâm sự rồi. Ai xúc xích sao chắc này không ai mở hàng xúc xích đây cho chị. Mở hàng cho chị. Hàng trong quê à. Rồi cũng được, chúc chị mua mai bán đắt luôn. Bán hết đồ vậy luôn. Đây. Đồ lẻ. Này nó mua đồ lẻ vậy. Này mình nghĩ cũng hết mấy lô nghe nhỉ. Không. Ôi, dép chưa đi. Mất chuyện rồi chị ơi. Ngồi bán nằm võng thấy ảnh thê ghê không.
Ông anh không không anh dọn dép bữa nữa mất công chuyện này anh. Đi sao lại đi. Rồi dép đi sao đi. Sao rồi anh Mông Gòn nãy giờ mình mở hàng cho anh Mông Gòn. Mua hàng là 5.000 thôi. Mua hàng rồi mình mới mà. Chúc anh mua mai bán đắt luôn. Đồ vật dụng đẹp cài. Vô phải chú. Vô phải đi. Mình đi cho đêm mình ghé đây có quán đâu mà. Rồi sao mở hàng chưa bạn? À, được 200 rồi anh. Có tiền trồng, mới tắm chiếc lắc. Rồi. Rồi. Bộ đang bu. Bộ cái đồ lẻ đang bu. Rồi. Cả nhà cho nên mình ủng hộ mình luôn nha cả nhà. À, mấy với em lồ bán cầu ấy này lai gai cái này hôm nay dịch bệnh bà con người ta cũng hạn chế đi không có đi dộ ngay từ tớp lớp gì thôi. Ai biết đâu coi bữa tôi đeo hai đó đi ngay rồi có vẻ thấy quay tưởng là âm gì cái này bà con mình mua ở đây giữ rồi cả nhà đừng có bị tai nạn mà xong rồi ở yên ổn rồi mà làm rồi ăn cái bánh tráng rồi bánh tráng luôn ăn nướng nhanh rồi con trai đẹp trai quá cũng tư luôn dạ. Bánh tráng nướng luôn nha. Ừ, dữ rồi. Quá nhà xe không của nghe cả nhà. Hôm nay nghỉ hết mấy lô rồi. Dép ở đây có không chuyện rồi chị ơi. Không cảm đi, chứ sau đi. Dán nữa lên là có mùi thơm liền. Ngoại vô bà con ơi. Vô đây, ông chú mới cúng cái đàn cá bèo quên lại. Cũng tiền mua cũng được luôn. Tiền có quyền có thiếu. Ông chị ơi, ghép mai đi. Thu đồ và thưởng kẹp cài ốc khẩu trang quá cả nhà ơi bà con mình cái này mua hầu rồi là cũng quá quay lên như là nó ngay quay nãy giờ đã quay không kịp bán mà quay lên như nào thì có mùi thơm rồi dữ lắm ngon cả nhà ơi ủng hộ mình xem mình ủng hộ mình đi rồi hỏi đợt như là lâu lâu cái mình về một lần cho bà con mình thưởng thức
lâu lâu cái mình ghé lần, lâu lâu mình ghé lần vậy đó. 10 bữa nửa tháng mình đảo lại cho bà con mình thưởng thức bánh tráng nướng. Ở miền Tây mình ở đây là bánh tráng nướng anh này là nướng hết chảy luôn, ai cũng điện chứ. Anh em nào có ủng hộ thì ở đây không được thì chưa chiều gì vô Trung An là gặp mình nha. Mình là chỉ bán trường học ở Trung An. Ok, anh nướng ngon lắm rồi bà con ơi. Anh còn gọi cái này nước anh quay không kịp rồi. Thấy không kịp rồi luôn còn anh. Uống cà phê ngồi là tán dốc, chiều bữa nào cũng vậy. Bà Chí. Rồi bánh tráng nước luôn, rồi em gái luôn. Rồi này mua đồ giặt cũng quá cả nhà ơi. Nó quá đang mắm tép đi nhiệt. Thôi ủng hộ đi chạy. Rồi ủng hộ luôn vậy ơi. 20.000 thôi. Tiếp đi. Quá con gái đi chợ. Cái chợ bữa nay tắt rồi. Mua hàng cho em gái. Vậy nãy giờ buông lên xem mua hàng nó sao. Ôi buông gì mà xem mua hàng nó, mua hàng bộ đồ đi em gái. Cao lẻ đi. Bên kia à, bu mới cua bên kia nhiều nhà cho kinh mình ủng hộ anh nha. Chú phụ đi đám về chỉnh ngủ rồi hả? Ngủ rồi. Dạ cảm ơn. Hôm nay là cả là đẹp quá. Bà con mình là đi chợ cũng ở ngay dịch bệnh đi vậy là dữ lắm rồi đó. Rồi. Anh trộm, anh Trang xúc xích, vụ xúc xích đây. Rồi tới xúc xích rồi. Ừ.
không mừng dữ lắm rồi. Đây nè. Lấy dạ, dạ. Dạ, 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 dạ. Hồ hú gia đình, những nhung gia đình mua quá sẽ bu quần anh nhà ơi. Hôm nào đồng hú cũng bán cắt hết trơn nha. Nên bao nhiêu mình cánh chim. Ở nhà xem ủng hộ nha cả nhà. Mấy đứa em gái như này đang bù bánh tráng nè, dữ rồi. Không dám lại hỏi mắc cỡ. Cả nhà xem ở mọi bên nha cả nhà, và con mình đi không có đi lộ ra gì giờ ngày đêm giờ dịch bệnh hay hạn chế lại chứ khoảng như ngày xưa. Không phải ngày xưa mà đi những cái bu kịch đều kề lấy cái bồng tắm thôi luôn, cái bự này là cái 15 chị, cái tròn là 15 cái này, cái tròn á. Đúng rồi, muốn gọi nhà xem ra kinh mình ủng hộ mình nha cả nhà. Mình ơi cho nhà xem nghe nhiều cũng đủ rồi cả nhà. Anh gái này đẹp gái quá, đúng quá. Cái này cầm bằng chải quá. Trời ơi, cô nương này quá trời có chồng rồi. Bả lựa mà bả chơi bả không có đòi mua. Hai mình à. Tạm biệt cả nhà nha. Tạm biệt ở đây đi. Hẹn lại ngày mai mình sẽ quay tiếp clip khác cho cả nhà xem.